Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ đem đến với các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung về tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Trời sinh ba con giáp, nghèo khổ một lúc, phú quý một đời và cuối năm vượng phát. Trong năm Kỷ Hợi 2019 thì có ba con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, và giữa năm 2019 vạn sự hanh thông, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu có nỗ lực và vạn sự tự tin thì chắc chắn sẽ đổi đời và có một cuộc sống vinh hoa phú quý. Một là người tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh rồng và là người vừa giàu có vừa có quyền lực. Và trong cuộc sống thì người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi một sự quyết đoán và cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Và đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được rất nhiều thành công khi còn rất trẻ, nhưng đến trung vận thì họ vẫn giữ được phong độ. Đó là nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Theo tử vi học có nói thì cuộc sống ai cũng từng vấp phải những khó khăn và thử thách, nhưng người tuổi Thìn không ngoại lệ. Nhưng vì số mệnh rồng của mình mà người tuổi Thìn có thể một mình chống chọi với mọi thứ, bất kể họ sinh ra trong gia đình như thế nào thì người tuổi Thìn vẫn có khả năng tự lập và tự tạo dựng một cơ ngơi cho chính mình. Và trong năm Kỷ Hợi 2019 này thì người tuổi Thìn được thần tài chiếu cố nồng hậu. Thời gian trước mọi thứ không suôn sẻ hay như thế nào thì không biết, nhưng từ giữa năm trở đi thì người tuổi Thìn sẽ được đổi vận một cách nhanh chóng. Từ sự nghiệp, tiền tài đến đường nhân duyên, mọi thứ đều viên mãn một cách tốt đẹp. Và cuối năm sẽ có một cơ hội tốt. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống sau này không phải lo lắng bất cứ một điều gì. Hai là người tuổi Dần. Xem bói tử vi thì người tuổi Dần trong năm Kỷ Hợi sẽ có tài lộc cực kỳ rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón tài lộc tới. Theo tử vi năm 2019 cho thấy về công việc của bản mệnh cực kỳ suôn sẻ. Đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giáp này tăng tiến một cách không ngừng. Về các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến. Nếu người tuổi Dần nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Và người này trong năm Hợi sẽ được hưởng lộc từ trưởng bối. Và con giáp này có nhân duyên với người lớn tuổi, được lòng người trên nên chuyện gì cũng được nhớ tới. Trưởng bối ưu ái và nâng đỡ nên cũng có thêm không ít những cơ hội để kiếm tiền rất tốt. Và đặc biệt trong năm nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên xem xét kỹ các lĩnh vực về bất động sản hoặc thủy lợi hoặc thủy sản hay về vấn đề ẩm thực. Đây là những lĩnh vực khá phù hợp với những chú hổ về bản mệnh có thể phát huy hết khả năng của mình và bộc lộ những năng lực tiềm tàng, đồng thời nhờ vào may mắn mà đón đúng thời điểm tài lộc dồi dào, tiền vàng chảy về ngập két của con giáp này. Ba là người tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi là những người chăm chỉ siêng năng trong cuộc sống. Tuổi Mùi luôn cần sự trải nghiệm để họ biết khả năng mình đến đâu. Về những người tuổi Mùi, nếu sống bình yên, họ sẽ rất hài lòng với cuộc sống đó. Và tuy nhiên, đối với một số người gặp không ít những khó khăn thì sẽ bằng mọi giá vươn lên số phận chính mình. Người tuổi Mùi nếu biết quyết tâm thì làm điều gì sẽ chắc chắn thành công một cách vang dội. Và trong thời gian vừa qua thì người tuổi Mùi gặp không ít những khó khăn và trắc trở. Có những chuyện tưởng rằng đã được giải quyết một cách ổn thỏa nhưng cuối cùng lại trục trặc vào giây phút cuối cùng. Và tuy nhiên
trời sinh người tuổi Mùi, một tính điềm đạm, biết linh hoạt để xử lý mọi tình huống, nên đã vượt qua một cách ngoạn mục và bước qua năm 2019, thì cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ chuyển biến một cách tích cực. Vì năm sau là năm tam hợp với người tuổi Mùi, nên dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ gặp rất nhiều may mắn, và đặc biệt hơn, nếu người tuổi Mùi biết nắm bắt cơ hội thì sẽ giàu có ngay trong năm sau, không những xây dựng được sự nghiệp và cơ ngơi ổn định mà tiền bạc cũng dồi dào, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Về phần 2 là cuối tuần này có 3 con giáp hút cạn tài lộc, cứ bước ra cửa là tiền về nhà. Con giáp nào sẽ thành công trong việc kiếm tiền trong 2 ngày cuối tuần tới? Một là người tuổi Sửu. Chỉ trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này thôi là người tuổi Sửu sẽ kiếm được tiền bằng đủ cả tuần rồi đấy chứ. Con giáp này sẽ có rất nhiều nguồn thu trong 2 ngày sắp tới. Thứ 7 thì nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính của bạn. Thế nên về bản mệnh đừng có dại mà chân trong chân ngoài, nhận làm quá nhiều thứ mà cuối cùng lại bỏ bê, sao nhãng và việc cần làm vào thời điểm đó nhé. Riêng về ngày chủ nhật thì bạn có thể thoải mái làm những việc mà mình muốn. Đây là thời điểm mà chuyện kinh doanh của bạn rất phát đạt. Con giáp này làm gì cũng vô cùng thuận lợi. Và hai là người tuổi Thìn. Cuối tuần này thì tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ bắt được tiền cũng nên. Dù là thứ bảy hay là ngày chủ nhật thì bản mệnh cũng sẽ có một điều khoản tiền tự chạy thẳng vào túi, giỏi chưa nào. Và con giáp này chẳng những làm tốt việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm về công việc phụ nữa. Về ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị tụt nghề thôi, nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc càng chảy về nhiều. Với người tuổi Thìn thì cuối tuần này là 2 ngày mà bạn hốt vàng hốt bạc đó. Thế nên hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội nhé, người tuổi Thìn. Và 3 là người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ chào đón thần tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi con giáp này. Chẳng những là một nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé. Chắc chắn những chú lợn sẽ khiến được mọi người phải ganh tị với con giáp này. Cả thứ bảy lẫn ngày chủ nhật, bản mệnh đều khá bận rộn với những công việc kiếm tiền, nhất là về ngày thứ bảy. Tuổi Hợi còn có nhiều tài lẻ chưa khai thác được hết, thế nên cứ bình thường thì ai mà tin trong 2 ngày đó có thể kiếm được số tiền mà người ta làm lụng vất vả cả tuần cơ. Thứ bảy này thần tài sẽ nằm ở hướng chính đông. Nếu có ý định cầu tài thì người tuổi Hợi đừng quên theo hướng đó bạn nhé. Sẽ cúng thần tài để mắt tới mà phù hộ độ chỉ cho bạn đó. Về phần 3 là có 3 con giáp được cả thiên hạ quý mến vì tính tình thẳng thắn và tốt bụng. Người này lại giỏi giang. Và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi xem đó là những con giáp nào mà may mắn khiến cả thiên hạ quý mến đến vậy. Một là người tuổi Dần. Người tuổi Dần là một con giáp thẳng thắn, ăn nói không phải dễ chịu, nhưng đó là điều mà các quý bạn, bạn cương trực có sao nói vậy. Bạn không bao giờ tiếc bạn bè bất cứ một thứ gì. Về người thân của bạn, bạn luôn có trách nhiệm giúp đỡ hết mình. Về tính tình người này thì giúp Dần được nhiều mối quan hệ tốt, giúp ích cho việc làm ăn về sau. Và đã thế, bạn cực kỳ giỏi giang, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ và mến yêu. Hai là người tuổi Sửu. Sửu là một con giáp thẳng thắn, có sao nói vậy, nên đôi khi cũng có mất lòng người khác, nhưng chỉ một thời gian là họ có thể nhận ra bạn đang thực lòng muốn đối đãi. Đó là lý do mà Sửu luôn có nhiều người yêu mến và kính trọng. Sửu có tiền cũng không tiếc cho bạn bè vay, nên nhiều người cảm kích bạn và nhớ ơn bạn suốt đời. Ba là người tuổi Hợi. Hợi là người tính tình hiền lành, vui vẻ, nhiệt tình và hết sức tốt bụng. Chỉ cần làm việc có thể giúp cho Hợi không ngại khó khăn và luôn giang tay đỡ lấy bạn bè. Đó là lý do trong cuộc sống Hợi luôn có nhiều mối quan hệ tốt và lúc khó khăn
chắc chắn là có người báo đáp. Đối với chuyện về vật chất thì họ hết lòng hết dạ, không bao giờ tiếc một ai thứ gì. Và thực sự, bạn thực sự là một người bạn mà mọi người đều trân trọng và quý mến. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.